Ôi. Ê, cất chai nước tương nữa. Ê. Còn như thế này nè, chạy nửa chừng dọc đường á thì nó rớt cái chai nước mắm ra ngoài luôn. Nè, anh quay lại đây gần tí xíu ha. Trồng bò gì đó. Ở nhà. Thường gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với lá bí rồi bút chuối. Thì có tiền mình mua cá khô ăn. Mình đi xuống chợ xa không? Xa. Ngon. Ngọt. Cá biển là phải ngọt rồi. Đây mình củi ra cái có than. Ôi. Nó giống như cái than nước ở miền Tây mình vậy ha. Thời điểm này là hơn 5 giờ sáng và Quỳnh Hồ đang có mặt trên cái tuyến đường quốc lộ 1. Ngày hôm qua đến đây cũng hơi muộn và sáng nay thì Quỳnh Hồ cũng sẽ thuê một cái chiếc xe gắn máy để chặt vật chạy lên khu vực đồi núi để mà thăm bà con đồng bào dân tộc ngay tại huyện Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận. Nắng và gió, đây là một hành trình khá là dài và gian nan. Rất mong thì mọi chuyện cũng sẽ đều thuận lợi trong hành trình xa xôi như thế này của các anh em. Còn bây giờ thì mời cô bác quý chị tiếp tục đồng hành với Quỳnh Hồ ha. Hành trình của Quỳnh Hồ ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ ngay tại xã Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận đó. Thưa với cô bác quý chị ngày hôm nay thì đồng hành với Quỳnh Hồ thì có anh Lê Quang Nhiêu là mạnh thường quân ở Mỹ, hỗ trợ những cái phần quà cho bà con đồng bào dân tộc ở đây. Thì đây là những cái phần nhu yếu phẩm thôi, chứ không có tặng những cái hiện kim. Mỗi một phần như vậy là khi mà Quỳnh Hồ đến thăm á, sẽ tặng 5kg gạo, rồi có thể là thêm một thùng mì. Rồi ở đây thì có nước mắm, nước tương, với lại nước mắm với lại nước tương với lại có sữa cho các bé, rồi thêm bánh. Và đặc biệt là ở đây là chị Mỹ rất là chu đáo khi hỗ trợ Quỳnh Hồ mua cả những cái phần khô như thế này để đem lên cho bà con. Vì ở đó theo Quỳnh Hồ được biết thông tin đó, là bà con đồng bào ở đó sống rất là xa khu vực chợ, có tiền thì cũng khó có thể mà đi đến chợ mua được vì đa số là phải lội bộ, nên Quỳnh Hồ phải trang bị những cái nhu yếu phẩm như thế này. Và đây là một cái chuyến hành trình chủ yếu là để khảo sát, thăm bà con và tặng quà. Và nếu như có chuyến hành trình quay trở lại thì Quỳnh Hồ sẽ tặng những cái phần quà cho những cái ngôi làng với số lượng nhiều hơn. Và với 10 cái phần quà như thế này thì Quỳnh Hồ trích quỹ của anh Lê Quang Nhiêu chỉ có 3.100.000 đồng thôi. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Hồ phải đi bằng xe gắn máy lên đó, nên chở được cái phần quà cũng rất là ít, chỉ khoảng 4 đến 5 phần, gồm có đầy đủ là 5kg gạo. Gạo này không thể nào, chị nói không thể nào chở 10kg, tại vì chạy xe lên núi rất là khó khăn luôn, chỉ lấy 5kg thôi là được rồi đó. Rồi sữa này thì cho các bé nhỏ người đồng bào nữa nè. Rồi mỗi một hộ như thế là một bịch khô như thế này. Đây là khô này để dư trữ ăn lâu ngày, phơi nắng là ăn được rồi, nhìn cũng ngon ghê ha. Rồi, đây là một cái chuyến hành trình rất là dài và khá là thú vị khi Quỳnh Hồ về miền Trung. Chính xác là ngay tại tỉnh Ninh Thuận, một cái tỉnh duyên hải miền Trung, để thăm bà con đồng bào cũng như là san sẻ phần yêu thương của quý mạnh thường quân. Và đồng hành ngày hôm nay thì có được sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nhiêu là Việt Kiều Mỹ để hỗ trợ cho gia đình, cũng như là nhân clip này thì Quỳnh Hồ cũng cảm ơn chị Hồng Mỹ và gia đình đã hỗ trợ rất là nhiều cho Quỳnh Hồ trong việc phát quà cho bà con. Rồi bây giờ thì let's go thôi, chuẩn bị đi tiếp. Đây là một cái chiếc xe đồ khá là lỉnh khỉnh. Vì đây phải chở lên khoảng 2 giờ đồng hồ mới tới cái chân núi và sau đó chạy lên tiếp tục nữa. Thôi anh chạy trước đi, em chạy theo. Dạ, có một cái chiếc xe đạp nữa ha cô bác anh chị. Làng chỉ có 14 hộ thôi. Và trên cái đoạn đường đi cũng rất là khó khăn cô bác anh chị. Chạy qua một cái con đường mòn cũng khá là nhỏ. Và đường thì đá rất là gọi là trồng trền á. Rồi có thậm chí là chắc có lẽ là hôm qua có một cái trận mưa á, nên là nữ đoạn đường lên đây rất là khó khăn. Và hành trình của Bùi Hồ là đây nè, quay cho cô bác quý chị biết được luôn nè. Đây là chiếc xe gắn máy mà Bùi Hồ đã thuê của người dân. Đây là chiếc xe gắn máy thuê nè. Các anh em phải đèo đồ như thế này nè. Chạy nửa chừng dọc đường á thì nó rớt cái chai nước mắm ra ngoài luôn. Nè, anh quay lại đây gần tí xíu ha. Rớt cái chai nước mắm này nó chảy nước luôn rồi. Nó chảy nước mắm rồi. Bà con ở đây thì chủ yếu là
Bùi Hồ cố gắng là san sẻ những cái thay đổi cái bữa ăn ngon cho. Ôi, cái tay hôi nước mắm quá. Đây nè, còn bịch khô nè. Chạy đoạn đường á, từ Cà Ná lên đây á, cái sức nóng của cái bô á, cô bác anh chị, nó làm luôn cho cái bọc này nó bị cháy luôn, cái bọc này ở luôn ở cái phần trong này luôn. Đó này. Và cô bác anh chị biết không, đa số bà con cô bác ở đây á là người ta ăn cơm á với lại lá cây thôi, chủ yếu là lá mì. Rồi may mắn lắm thì mới ăn với lại lá bí á. Và đây là những cái phần nhu yếu phẩm Bùi Hồ thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ đi hỗ trợ cho bà con, gồm có mì khô, rồi nước mắm, nước tương vậy thôi. Nhưng mà hai anh em chạy chiếc xe này nè, ôi nó cũng cực khổ, với lại Bùi Hồ như mấy anh em đó, chạy đoạn đường rất là xa luôn. Và mới được vô tới, chuẩn bị vô tới ngôi làng. Và đây là cái ngôi làng nè cô bác anh chị. Ngôi làng ở trong này chỉ có 14 hộ thôi, và sống heo hút ở trong này, gần như là biệt lập với ở ngoài luôn. Tìm đến đây cũng rất là vất vả, khó khăn luôn. Ôi cái tay nó hôi nước mắm quá trời luôn. À, tí xíu nó vô rửa tay mà không biết ở trên này là có nước để mà rửa tay không nữa. Thôi bây giờ thì để vô trong để tiếp tục cái hành trình nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chạy và anh Kagamen anh sẽ cầm máy quay thôi. Anh cũng dần tới rồi. Bây giờ ôi, cất chai nước tương nữa. Ê, chiếc xe này vất vả để mang quà đến cho bà con. Đây là những cái cây bí mà bắp bí với lại bông bí với lại bắp bà con ở đây người ta trồng để mà người ta dự trữ nguồn thức ăn á. Khổ ghê chưa? Thôi bây giờ vô trong ha. Khổ ghê chưa? Em lấy cái bọc giùm anh với. Đây bọc cho con. Dạ. Đây anh. Rất dữ hả chị? Đường xe chạy không được luôn. Đây. Đường khó đi quá. Dạ. Dạ. Ôi ôi trời. Quá có chị biết. Bây giờ xe đi như thế này nè. Khi mà Bùi Hồ đi vô cái ngôi làng của 14 hộ cô chú đồng bào rất lây á, thì thấy cực kỳ khó khăn so với những gì mà Bùi Hồ tưởng tượng. Đây là cái khung cảnh của cái nơi để cái sống chén này cô bác anh chị ha. Chén rồi đồ đạc nó rất là lũ khủ luôn nè. Qua đây cô bác anh chị, còn đây là cái không gian bếp ha, không gian bếp nè. Và đây là những cái son, cái nồi. Đây là cái gì ha? Cái này là chá bí rồi, gần rồi. Chá bí đúng không? Chá bí à, cũng có một đoàn thiện nguyện đang phát quà đó, thì cô chú cũng đi nhận rồi. Ồ, cái này chắc nấu lại để nuôi gà hay sao? Ở đây cái nhà này thì có nuôi gà, nuôi heo đâu nữa. Đây là ngôi nhà nè. Ngôi nhà nó cắt theo cái kiểu là hình chữ nhật, rồi làm bằng những cái tre như thế này nè, đan với nhau. Có nghĩa là nguyên một cái cộng đồng của chú ở đây á. Thì cắt nhà người này xong tới hỗ trợ cái nhà tới nhà của người kia. Và Bùi Hồ nhận thấy nước ở đây nè, cô bác anh chị thấy không? Là được xách từ ở suối về thôi. Vì là ở trên cái vùng núi, là nước này được xách từ ở suối về. Và ngôi làng này thưa cô bác chị là không điện, không nước nha. Không có điện, không nước, nước này sắp ở suối. Còn điện thì nãy giờ Bùi Hồ quan sát là không có điện luôn. Và không có bếp ga luôn nha cô bác anh chị. Chủ yếu là nấu bằng những cái nồi củi như thế này nè. À, đây là những cái gùi, những cái phản để mà những cái dụng cụ để mà đi nương, đi gãy á. À, nhưng mà gia đình này có biết tăng gia sản xuất, nuôi chăn được một cái con heo. Đây, cái chuồng heo, nhìn ngộ ghê chưa? À, đó là cái chuồng heo cô bác anh chị. Của người, bà con người ta nuôi á, cũng biết nuôi heo rồi có mấy con gà. Và ở đây biết trồng thêm bí nè, rồi lá sắn nè, rồi bắp nè, cũng được. Nhưng mà nhìn những ngôi nhà ở đây thấy rất là ộp ẹp luôn, và rất là một cách rất là tạm bợ luôn. Nói gọi là nhà nhưng mà không có nhà vệ sinh gì hết á, chắc đi đại ở ngoài trời á.
không có nhà vệ sinh và thậm chí là không có nhà tắm, rồi không điện, không nước luôn. Đó, 4-0 luôn. Đây, gà thì ở dưới này, còn người ta thì ở trên. Ở đây có một cái chuồng gà này cô bác anh chị. Đây, gà được ngủ mùng luôn nha. Cô bác anh chị thấy không? Đây, gà này được ngủ mùng luôn. Đó. Và đây là những cái dây quần áo cô chú ở đây người ta phơi á. Vẫn còn đang ở trong một cái ngôi làng biệt lập với 14 hộ dân của đồng bào dân tộc Sắc Gây tại huyện Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận. Và khi mà Bùi Hồ thực hiện quay đoạn clip ở trong cái ngôi làng này đó, thì một bé trai này 5 tuổi nè bị con chó cắn và cái không có tiền đi đi chích ngừa. Con đây là con của em. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Nhím. Nhím hả? Dạ. Con của em. Dạ. Con của em tên gì? Vượng. Hả? Dạ Vượng. Vượng. Dạ. Rồi bạn này là bao nhiêu tuổi? À, cái này nè. 5 tuổi. Còn bạn này? 4 tuổi. À, rồi ông xã của em đâu? Dạ, ông đi làm. Làm ở đâu? Làm ở bên núi ở chỗ Thất Cho Bớ. À, cách đây xa không? Xa. Ừ, đi làm thì bao lâu ông xã mới về? Biết nữa, chừng nào ông về thì ông về. Yeah. Em với ông xã mình cưới nhau là bao năm rồi? Mấy năm rồi? Cũng được 7 năm rồi. Xích ra đây. 7 năm rồi. Yeah. 24 tuổi mà cưới 7 năm. Là em có chồng lúc 17 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ. Yeah. À. Cưới hai vợ chồng, chồng thì đi làm, em ở nhà làm cái công việc gì? Ở nhà thì trồng bắp rồi trồng bò gì đó. Ở nhà. Ừ, thường gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với lá bí rồi bút chuối. À. Thì có tiền mình mua cá khô ăn. À. Yeah. Mình đi xuống chợ xa không? Xa. Xa. Rồi mình có biết chạy xe đi không? Biết. Biết hả? Dạ. Yeah. Bạn này thì biết chạy xe, chứ đa số cô bà con ở đây đó là không có biết chạy xe gắn máy để mà đi xuống chợ. Khi mà con mình bị con chó nó quằm vô một cái thì mình có lo lắng không? Dạ lo chứ. Lo như thế nào nói anh nghe với. Thì mình sợ thì nghe người ta nói là nếu bị chó cắn thì giống như bị điên gì đó. À. Dài cắn. À. Rồi sao mình không đưa con của mình đi xuống bác sĩ để chích ngừa? Giờ không có tiền đi chở con xuống. Hả? Mình... Không có tiền? Dạ. Hiện nay còn nhiêu tiền? Dạ còn trong túi có 50 ngàn. 50 ngàn mà chồng đi thường là bao lâu mới về một lần? Cỡ một tuần nó về. Đây 50 ngàn sao sống đến tuần để chồng dậy đưa tiền thêm? Hả? Rồi sao sống đủ? Mình sống đại chứ. Đại chứ. Gia đình mình hôm nay là ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá khô. Cá khô với gì nữa? Với cà với anh cho hồi nãy. À, hôm nay thì Bùi Hồ đến đây có một cái đoàn thiện nguyện xuống đây cho cá khô á. Thì có cá chứ bình thường là người ta không có cho thì sao? Thì không có thì mình ăn với mình có tiền thì mình đi mua cá khô ăn. Ừ. Lâu lâu thì thèm cá thì mình mua cá ăn. Ừ. Mà ừ. Thường là mua bao nhiêu tiền cá? Ví dụ như là 4 con thì 30 gì đó. À. Mua ăn. À, 30 thì ăn được mấy ngày? Có một ngày. Có một ngày. Đây là một trong những cái hộ gia đình mà gọi là có điều kiện hơn một tí xíu so với những cái gia đình lân cận, vì còn cũng khá trẻ mà chỉ có sanh hai bé. Mình có tính sanh thêm không? Từ từ sanh. Từ từ sanh. Dự định là mấy bé mới nghỉ? Biết. Hả? Biết. Sao không biết? Cái đó thì mình đâu có biết đâu. Nhưng mà mình sanh thì mình không có tiền, mình cho các bé đi ăn đi học nè, rồi không có tiền ăn cơm, mình có lo lắng không? Lo lắng chứ. Lo lắng sao? Thì lo lắng chứ. Rồi không có tiền chở con xuống đi học, rồi không có tiền mua gạo gì đó. Ừ. Không có tiền trang trải cho cuộc sống á. Ờ, vậy thì mình sanh chứ nhiều như vậy. Hả? Anh hỏi tí xíu là lúc mà mình sanh các bé ở đây là sanh tại nhà hay phải đi bệnh viện? Bé này sanh tại nhà. Ừ. Sanh tại... Bà già thì đỡ đẻ. Mẹ của em là đỡ đẻ. Dạ. À, vậy là trong làng này chỉ có mẹ em là đỡ đẻ cho vòng vòng hết đây hả? Không, mỗi người ai cũng đỡ đẻ nhà. À, tự đỡ đẻ nhà thì luôn. Có tiền thì mình xuống bệnh viện, không có tiền mình đẻ nhà. À. Dạ. Có nghĩa là tự sanh nở ở nhà. Dạ. Còn ai có tiền thì đi xuống bệnh viện. Dạ. Nhưng mà bé này
bé đó xuống bệnh viện á. Tốn hết nhiêu tiền? Gần mấy triệu lần. Hả? Gần mấy triệu. Còn bé này thì sanh ở nhà? Dạ. À. Tại bữa không có tiền xuống á. Ừ. Để ở nhà. Sanh ở nhà. Dạ. Em có biết được rằng là khi mình sanh các bé ra đó là mình phải cho các... mình cơ thể mình phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng nè. Ví dụ như là rau, củ, và ví dụ như là thịt hoặc là cá. Thì mình ăn không đủ thì các bé sinh ra thì nhỏ ký thì sao? Em có biết đó không? Không biết đâu. Thì có cái gì thì mình ăn cái đó. Có gì mình ăn đó. Dạ. Bây giờ em chủ yếu là ở nhà để chăm các bé thôi hả? Dạ. Rồi trồng bắp, làm rẫy gì đó. À, vậy là cũng cũng coi như là đỡ hơn những cái hộ khác rồi. Nhưng mà chị hơn, đâu cái chân của bạn này là cắn bị ra máu luôn hả? Dạ, cắn hồi sáng. Bạn có khóc không? Khóc chứ. Chỗ cắn đau lắm. Chỗ cắn đau lắm. Nghe nói đi đường về chưa? Bây giờ em dẫn anh lại nhà em được không? Dạ. Dẫn anh em lại nhà em tham quan được không? Dạ được. Đây. À, em làm cái công việc là trà trà nồi cho nó bóng. Đa số ở đây là nấu củi nha. Nấu củi hết nè. Ở rẫy hả? Sáng giờ các anh em đi cũng chưa có ăn gì trơn của anh chị. À, bây giờ cũng 1-2 giờ gì rồi. Đây là nhà của em á ha. Dạ. À, nhà cũng rộng quá nè. Ở dưới này có chăn nuôi gà nữa nè. À, ngủ ở trên này đúng không? Dạ. Có một cái niệm, anh quay vô đây giùm em tí xíu. Ừ. Đây. Cũng là một ngôi nhà mà làm bằng tre ha. Và có một cái nệm đó. Ở trên thì có được cái vách tôn này cũng đỡ hơn cái ngôi nhà của chị Hí lúc nãy. À, nhưng mà đỡ là đỡ như vậy thôi, nhưng mà cái việc tiền bạc thì vẫn còn đó một nỗi lo. Đó, gia đình mình nấu cơm ăn ở đâu? Dạ nấu ở đây. Nấu ở đây rồi cơm đâu nè, cơm sẽ... Dạ chưa nấu. Chưa nấu? Dạ. Hồi sáng giờ gì gia đình mình ăn cái gì? Hồi sáng thì ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội? Dạ. Mà ăn cơm nguội với gì? Ăn với xì dầu. Ăn với nước tương. Dạ. Chỉ cơm với lại nước tương thôi. Tại sao, sao mình nói mình ăn với khô nữa mà đúng không? Dạ. Chiều nay mới ăn với khô. Nhà mình thì còn nhiều gạo không? Dạ còn ít. Đâu? Ở trong nhà. Trong nhà hả? Dạ. Anh thấy là mình nuôi gà để mình bán hay là mình để làm thịt đó? Mình nuôi để giống. Để giống hả? Dạ. Để làm, để khi mà có tiệc mình mới mần hay sao? Anh quay qua đó mấy con gà kìa. Khi mà có đãi khách mình mới làm hay sao? Không. Chứ sao? Chứ sao nó nghèo hả? Nuôi về thì lúc nào mình thịt thì mình lấy ăn. Mà khi nào mình mới thịt? Lâu lâu. Lâu lâu hả? Dạ. Vậy là nhà mình có bữa cơm có thịt rồi, đúng không? Gà này là mình mua hay là người ta cho mình rồi mình nuôi? Thì bà cô cho mình nuôi á. Nuôi giống như nuôi rể đó. À, Bùi Hồ lên đây á, tự nhiên cái nảy sinh ra một cái ý tưởng á, là sẽ phát những cái con, những hộ gia đình 14 hộ, mỗi hộ khoảng 20 con gà con, rồi nuôi gà nó tự lớn lên, rồi tự chăn nuôi, rồi sau đó là sẽ làm cái nguồn thức ăn có thịt cho những gia đình như thế này. Không biết thì cô bác quý anh chị nghĩ như thế nào. Nhà thì cũng không có gì, cũng bằng cái dách nứa, nhưng mà ở đây cắt được một cái sàn cũng che bằng một cái tấm bạc ở trên nè cô bác quý anh chị, cũng những cây nứa thôi. Nói chung là cũng khá là tạm bợ. Nhưng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây á thì cũng phát hiện găng bạn này nè là gia đình bị có bé bị con chó nó cắn, nên thành thử là cũng sẽ thay mặt anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ á gửi cho tiền cho bạn này. Bây giờ đây là 1 triệu của anh Nhiêu ở Mỹ gửi cho em, để em chiều nay chở bé đi đến bệnh viện chích thuốc ngừa. Đây gửi cho em ha. Dạ em cảm ơn. Nhớ là chích thuốc nha. Dạ. Chích thuốc cho bé ngừa, cho bé nó ngừa bị chó cắn á. Dạ. Hiểu chưa? Dạ.
Dạ em cũng cảm ơn rất nhiều rồi, cũng cảm ơn cô chú ở bên Mỹ nữa đã giúp mẹ con em có tiền chở con xuống đi chích ngừa. Vậy ha. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. À, bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đi dùng một bữa cơm trưa. Hiện nay là 1 giờ rưỡi rồi, sáng nay là mấy anh em chỉ có ăn một cái ổ bánh mì nhỏ nhỏ mà chạy đến 9-10 giờ mới đến cái ngôi làng này. Rất là xa cũng như là rất là khó khăn. Và để hiểu cái tấm lòng của các bạn ở ngay tại tỉnh Ninh Thuận này, cũng như là bữa cơm trưa của các anh em như thế nào, thì mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ lại đây ha. 2 giờ rồi và anh em cũng rất là xa so với cái khu vực chợ cũng như là khu vực thị trấn ở huyện Bắc Ái. Đang ở trong một cái sườn đồi. Đây là một cái ngôi làng gần như là biệt lập. Phải chạy xe đường rất là ngoằn ngoèo mới tới đây. Và trước khi đi đến đây thì chị có đâu đúng không? Chạy với em bữa. Được anh Năng cũng như là chị Hồng Mỹ ở đây cũng đã chuẩn bị những cái phần cơm. Rồi, cảm ơn chị. Và đem theo cái phần cá khô để mượn cái bếp lò của cô chú ở đây để nướng lên để dùng một bữa trưa. Mình cũng sẽ hòa nhập với cả cô chú ở đây một bữa cơm, ăn cơm với lại xì dầu là nước tương á, với lại cá khô. Đây anh. Ủa, sao nướng đi? Sao anh không nướng đi? Này dở cái này ra mới nướng được. Đưa em cái cây gấp kia, đem cái. Ờ ok. Đúng rồi. Chị có chín chưa chị, cho em mượn cái lò nướng cá ăn cơm chị. Chín rồi, chị nhắc xuống đi. Nhắc xuống cho em mượn cái lò. Thôi. Ôi chị, không nóng hả? Quen rồi. Đây em sẽ dùng, đây em sẽ trở lại. Có, nhà chị dạ. Có dĩ không? Đây là khô cá gì anh? Để coi cái mình nó. Để em nhắc cái này xuống. Ôi trời. Đây là khô cá gì chị Mỹ? Khô cá nhồng. Đây là khô cá nhồng nha cả nhà. Cá nhồng hả chị? Cá nhồng đặc sản của Cà Ná nha. Ninh Thuận Cà Ná. Các tỉnh như là Duyên Hải miền Trung, như là tỉnh Khánh Hòa nè, rồi tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, rồi Phú Yên, Quy Nhơn là các tỉnh Duyên Hải miền Trung, các tỉnh ven biển nên thành nữ là khô cá biển rất là nhiều. Mình để lên đây mình nướng ha. Đây gần lại tí xíu anh. Cá này ngon quá anh. Cá này ngọt không? Ngon. Ngọt. Cá biển là phải ngọt rồi. Đây mình củi ra cái có than. Ôi. Nó giống như cái than nước ở miền Tây mình vậy ha. Thấy anh em vất vả không đi lo cho bà con, giúp đỡ bà con mà giờ này mới ăn cơm nước. Chưa được ăn nữa. Thôi thì mà vẫn vui hả? Dạ, giao duyên đến đâu được hay đến đó anh ha. Mình chỉ khổ một gì, mình chỉ ăn cực khổ tí xíu thôi, nhưng mà bà con ở đây là người ta khổ lâu lắm rồi. Dọn cho cái me vậy xin á, cho cái me đó nó ngon ha. Cái cây này nó giữ lửa tốt vậy anh. Vậy là chín chưa? Chín nữa. Khét luôn rồi. Cá này dưỡng thì sao cũng được. Chín à. Ôi. Đây là anh Năng, người đã đồng hành với lại các anh em cũng như là chị Mỹ trong thời gian sáng nay. Chị Mỹ thì đi với anh Năng thì cũng đã làm thiện nguyện rất là lâu rồi. Mấy năm rồi. Ngon ghê anh ha. Gọi nhiêu được anh ơi, đừng đứng thêm. Ít quá, nó ăn cơm cho no được rồi. Ây da. Đây. Khô này nó đã bản thân khô biển thì nó mình không cần nướng cho nó cháy quá, đúng không? Đúng rồi. Nướng thì sơ nó đủ nóng được. Rồi thôi, đừng nướng nữa, nhiêu được rồi. Chưa lại. Đủ không? Đủ rồi. Em ăn ít cá lắm.
cái than này, cái củi này ngộ ghê á. Ok. Rồi em bưng này ra nha. Ok ok. Đây. Đây là cái phần cái mít. Đây là cái phần khô của mình ngày hôm nay. Mời cô bác đây. Và đồng hành với vườn hồ hôm nay có những người thổ địa rất là dễ thương, đó là chị Hồng Mỹ với lại chị Anh. Chị Anh hay chị Anh coi nè. Chị Dùng Anh 1985 với lại chị Hồng Mỹ 85. À, trải lên đây ăn. Chị sáng nay chị dở cơm thêm theo và cũng sẽ đồng hành với vườn hồ, đó là cũng sẽ nấu nước sôi để lấy mì làm canh thanh ha. Lấy mì làm canh. Đây là khô cá gì chị? Cá nhồng. Cá nhồng. Chị Mỹ với lại chị Dũng Anh cũng đã rất là chu đáo để chuẩn bị những cái phần cơm như thế này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Này chắc là đựng canh quá hả? Đang canh đúng không? Đâu phải là đi gì là sướng đâu. Đúng không? Sáng là chị vất vả chạy tới chạy lui. Đây, cơm này là chị đem theo nè. Chị dở đem theo đó, mỗi người hộp đó. Rồi, rất mong là đây là đoạn clip mà chia sẻ để cô bác với chị hiểu thêm về cái cuộc sống thiện nguyện của các anh chị ở đây, cũng như là Bùi Hồ cùng với anh chị để trải nghiệm những cái bữa cơm ở những cái sườn núi. Tại vì bình thường những cái buổi đi của Bùi Hồ á, là cặp những cái tuyến đường ở miền Tây thì đường xá nó thông thoáng hơn đó, nên thành thử là là sẽ đi phần ăn nó không phải giống vậy, nhưng mà gì thì càng thấm đẫm tình chị em. Dạ, bây giờ chắc có thể là chị Mỹ mời cô bác chị cơm em, kênh em một bữa cơm ha. Vào rừng núi vùng sâu này thì ăn đâu dễ hơn đúng không em? Dạ, mà ngon. Rồi cá này là đặc sản của Cà Ná, cá nhồng, cá biển tươi ngon luôn, mình phơi từng làm mua về phơi làm từng con. Thì đây là vừa đặc sản mà lại vừa dân dã. Xin mời cả nhà và các bạn mình cùng ăn nha. Cái này là rau với mì. Đây rau để bỏ vô mì. Mời anh anh Dũng. Anh Dũng chồng chị Sinh. Quên anh Dũng ở miền Tây. Anh Dũng Đồng Tháp. Đồng Tháp luôn. Sao đây chồng chị Sinh cũng tên Dũng mà Dũng quán thẻ. Rồi xin mời cả nhà các bạn cùng dùng cơm nha. Rồi cảm ơn anh chị trong nhiều. Thêm món đó nè. Đây là mắm chân nè. Ôi trời. Ôi tuyệt vời rồi. Đây là mắm chân. Mắm dạ. Chân của chính tay của em Dũng Anh 85 làm để em và anh và chị em mọi người thưởng thức ăn thử nha. Ngon quá ha. Tuyệt vời luôn. Chắc ở miền Tây mình cũng có món này. Dạ, món này là cũng miền Tây nhiều lắm. Chị cơm chị vô qua cơm luôn nè chị. Chị ăn rồi. Dạ. Em thì cũng là người miền Tây đến đây xa xôi lần đầu tiên gặp anh chị, rất là nhiệt tình để mà hỗ trợ với em để đồng hành trong buổi thiện nguyện này. Thì em không biết nói gì hơn, chị lấy cái chân tình để mà cảm ơn thôi. Và em sẽ có dịp thì mấy chị em mình sẽ còn tiếp tục đồng hành ở những cái chương trình tiếp theo. Anh chị cùng ăn cơm. Ăn tranh thủ đi. Ăn tranh thủ sắp mưa rồi. Mưa đâu. Ngon quá. Nó em phải chan miếng nước tương. Ở dưới em gọi nước tương gọi xì dầu, em không quen, em tưởng đâu là dầu ăn. Cái dầu mà. Cho cà đó, xin cà ăn. Cà đây nè. Cà giòn á. Cà giòn ăn đây nè. Ăn không? Chị lấy cho em mấy cái cà giòn chị rửa em mấy cái cà nhỏ nhỏ xíu xíu á. Cái này gọi là nước tương, ở đây mình nói xì dầu. Kêu còn xì dầu. Ở đây kêu xì dầu. Ở miền Tây cái nước tương phải không anh? Dạ. Người cầm cơm như đó ăn đủ không? Mọi người ăn đủ không? Dạ đủ. Sớm là ăn thêm bớt đây chứ. Ở sao thấy nhiều vậy? Ngon quá. Đang ăn thêm không đang? Thì lấy cái hộp không cho bỏ vào riêng qua, lấy nó cũng ăn đó để mà nhé. Ngon quá chị ơi. Nhón là đốt cơm mà nhón xuống nè. Này ăn mì nữa no luôn. Ngon rồi. Cơm no rồi, mì ăn sao nấu nữa. Hộp này chà bá luôn. Cái mì chưa gấu á. Cảm ơn anh chị nhiều. Bữa suối ăn mới ngon à. Suối ăn không?
Bữa đi suối đó. Ngon kìa. Nhưng mà cá này không ngọt nha. Nó vừa ăn thôi. Vừa ăn kìa. Dạ. Có đường, có hương vị nước biển. Rồi cái đó dưa, dưa. Hương vị nước biển tự nhiên hả chị? Dưa, cái đó dưa bà. Cá dưa. Cá. Cá dưa quá chị à. Cái nhỏ nhỏ chút xíu. Cho miếng mắm à. Cái nhỏ nhất trên đó. Cái cà dưa mình ăn với mắm nêm á. Ừ, thịt nhiều nha. Mắm, mắm chị để thịt nhiều kìa. Thịt nhiều hả? Ngon. Cái gì chị? Không còn còn tôm. Cho mấy cháu ăn cháu. Cái nào thiếu em vô em xin thêm. Rồi cảm ơn chị. Có ở đây luôn được. Có. Không chị đem vô đi. Cái nào thiếu cho em vô xin. Ừ. Chị dễ thương không? Đem cơm ra cho mình ăn. Thôi chắc có lẽ là ăn hết này á, người sẽ ăn mì nên thành nữa là sẽ ốp máy tại đây ha. Sao anh? Lần đầu tiên cảm thấy đi đây thấy sao? Cảm thấy vui. Vui hả? Thiệt không? Phải. Thấy cái cuộc sống mình khổ hơn đây không? Thấy đây chắc giả hơn đó. À. Mình thì khỏe. Đây không có nước điện không? Ừ. Nhưng mà anh đi về anh thấy ý nghĩa không? Ý nghĩa? Ừ. Thấy bà con đó miền Trung thấy khổ. Ừ. Nên mình trân quý cái cuộc sống của vùng miền mình ha. Dạ. Ừ.